Sáng ngày 16 tháng 7, Ban chỉ đạo quận ủy về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024. Đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư thường trực quận ủy, trưởng ban chỉ đạo quận ủy về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức dự và phát biểu chỉ đạo. Tham gia lớp học có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng quận ủy, trung tâm chính trị quận, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội quận, trưởng các ban hội đồng nhân dân quận lãnh đạo các phòng ban đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân quận, lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội 10 phường, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc quận ủy, lãnh đạo các trường học thuộc quận các đại biểu được nghe đại diện phòng PA03 Công an thành phố phổ biến pháp luật về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và một số văn bản liên quan như Nghị định số 26 ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Thông tư số 24 ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2018. Luật gồm 5 chương, 28 điều. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Trưởng ban chỉ đạo Quận ủy về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhấn mạnh, trong thời gian qua công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn quận thường xuyên được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành lớp bồi dưỡng là dịp để cán bộ công chức viên chức trong quận bổ sung cập nhật kiến thức mới nhất là các kỹ năng phương pháp xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước vận dụng hiệu quả trong công việc mà mình đang đảm nhiệm